anh em ơi, mình đã đến cầu Vạn Phú của để đi vào thị trấn Ít Ong rồi nhá. Nếu anh em đi thẳng, đây đi thẳng thì chúng ta sẽ đến đi thẳng vào thị trấn Ít Ong, còn nếu rẽ trái thì mình sẽ đi sang thủy điện Sơn La. Rồi, anh em cùng mình đi luôn vào đây nhá. Đây, biển chỉ dẫn để đi rẽ trái là đi thủy điện, còn đi thẳng Mường La nhé. Rồi mình sẽ rẽ trái đi. Vào lại đấy. Bây giờ đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Wow, nhanh hết. Mình vào đến đây là lúc 11:30 rồi. Thì hôm nay xuất phát từ nhà đi để quay trong Mường La này thì hơi muộn, thế là thành ra là mình đi thấy cái chỗ đoạn nào đẹp thì quay lên để cho anh em cùng biết khu vực huyện Mường La này có những cái điểm nào đẹp thì mình đi mình dừng cũng nhiều, thành ra là không bị muộn mất, vào tận trong này muộn.
hiện tại thì mình đang đứng ở gần chỗ nhà máy nhá, nhưng mà mình sẽ không đi vào nhà máy bởi vì là tầm 12 giờ này là hết ca trực, ca làm việc của người ta rồi, nên là mình vào thời điểm giờ này thì không vào tham quan được các cái tổ máy, 6 tổ máy của nhà máy thủy điện. Đây anh em có thể nhìn qua bên ngoài cái nhà máy, quang cảnh bên ngoài của nhà máy thủy điện. Đây anh em nhìn này. Đấy. Vậy thì nếu mà anh em nào ở xa mà muốn vào tham quan các cái turbin, các cái tổ máy của nhà máy thủy điện thì anh em phải đi sớm nhé, trước 11:30. Đấy, trước 11:30 thì mình còn vào được trong nhà máy thủy điện, chứ còn ngoài 11:30 thì không thể vào được nữa. Anh em nào lên Sơn La mà tham quan thì chú ý cái khung giờ này nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên đỉnh đập nhá, đỉnh đập để cho anh em xem toàn cảnh về thủy điện Sơn La, xem cả cái lòng hồ để chứa cái đập thủy điện đấy. Rồi anh em ơi, mình đang đứng ở trên đỉnh đập của thủy điện Sơn La. Anh em nhìn này, mình đang đứng ở trên đập, đỉnh đập nhá. Thì trên đỉnh đập này thì nó chính là cái khu vực lòng hồ của cái đập thủy điện này. Đây, của cái tổ máy turbin thủy điện. Đấy, anh em nhìn. Đấy. Lòng hồ này rất là rộng. Đây anh em có thể nhìn sang bên này. Đây đi lùi để cho anh em nhìn nhá. Đây anh em nhìn phía xa xa kìa. Thì đấy chính là 6 turbin, 6 cái tổ máy nhà máy thủy điện nhá. Thì mùa này nước cũng đã cạn, lòng hồ nó cũng bị tụt xuống. Đây anh nhìn thấy những cái vạch trắng trắng ở trên cái sườn đồi ấy, nó bị tụt hẳn xuống. Quá rộng.